lên kệ thị trường Việt tháng 6. TDS Lang S ZDCSG01 Giá 400.000 đồng Đây là một vòi nước tự động có thể kết hợp cùng các loại bình nước uống hiện nay, giúp tiện lợi hơn trong việc lấy nước uống. Khi người dùng lắp vòi nước thông minh này vào, nó có thể tự động lấy nước vừa đủ lượng mà người dùng cần, tránh lãng phí. Cảm biến đi kèm trên vòi có phản ứng khá nhạy, chỉ 0,2 giây cho mỗi lần người dùng muốn lấy nước. Một điểm thú vị của vòi nước tự động này đó là có thể biết được chất lượng nước uống đã biến đổi như thế nào sau thời gian dài sử dụng. Vòi nước tự động tích hợp TDS ao Lang S, ZDCSG01 được tích hợp công nghệ đo chất lượng nước và phát hiện ba loại tạp chất như muối hòa tan, chất hữu cơ ion và kim loại nặng trong nước ngay tại thời gian thực. Aqua zab 1 Giá: 2,8 triệu đồng. Đây có lẽ một món hàng thông minh thú vị mà người dùng nên trang bị để biến ngôi nhà thông minh hơn zab 1 là động cơ rèm thông minh cho phép người dùng có thể điều khiển từ xa để mở khóa rèm. Khi kết hợp với hệ thống nhà thông minh, người dùng còn có thể ra lệnh bằng giọng nói để yêu cầu mở rèm. Dòng sản phẩm này hỗ trợ đa dạng loại rèm với động cơ được thiết kế mo, men xoắn 2NM chịu tải lên đến 50kg. Nó cũng hỗ trợ viên pin lithium dung lượng lên đến 3030 ma, cho khả năng duy trì vận hành trung bình trong khoảng 6 tháng khi được sạc đầy. Thin Mosquito Killer Giá 400.000 đồng. Đây là một dòng đèn bắt muỗi có thiết kế khá đẹp mà người dùng nên trang bị để đảm bảo an toàn cho gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thiết kế của thiết bị này tương tự một chậu cây xương rồng, có nhiệm vụ hấp dẫn ruồi, muỗi, thiêu thần bằng quạt hút và ánh sáng hồng ngoại. Khi hoạt động, đèn phát sáng tia UV ngã 368nm sẽ thu hút sự chú ý của các loại côn trùng dụ chúng vào phạm vi hoạt động quạt bên trong quay với tốc độ 2300 rpm nhanh chóng cuốn chúng vào và tiêu diệt bằng luồng sóng phototaxis. Ngoài ra, nó được thiết kế khay đựng côn trùng chết ở bên dưới, giúp tiện lợi trong việc vệ sinh và loại bỏ côn trùng. PUZLIHZSN002 Giá, 600.000 đồng Khẩu trang kháng bụi poly HZSN002 sẽ là phụ kiện giúp bảo vệ người dùng trước môi trường không khí ô nhiễm bởi bụi bẩn, vi khuẩn như hiện nay. Mẫu sản phẩm này chan giờ bị lớp vải phương pháp không dệt với độ dày chỉ 1 mm cho hiệu quả ngăn chặn bụi và tránh tình trạng đọng mồ hôi trong hơi thở gây bí bách khi mang di chuyển trong thời gian dài. Hãng này trang bị cho khẩu trang bộ lọc xanh lam cho khả năng lọc sạch đến 99% các loại hạt bụi, tăng hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Nó cũng đi kèm pin sau một lần sạc có thể sử dụng liên tục từ 4, 8 tiếng. Gia Hưng